Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 25 trong phần Kanji N2. Bài 25 này cũng là một trong những bài cuối cùng của chương trình Kanji N2. Các bạn sẽ còn một bài 26 nữa, chúng ta sẽ kết thúc phần Kanji N2 nhé. Bài 25 có chủ đề là lý luận, Didong, các chữ Hán từ 385 đến 400. Chữ 385 là chữ sở trong từ cơ sở, 386 là chữ tiễn trong từ thực tiễn, 387 là chữ mô trong từ mô hình, quy mô, 388 là chữ phạm trong từ phạm vi, sư phạm, 389 là chữ thích trong từ giải thích, chú thích, 390 là chữ cứ trong từ chứng cứ, chứng cớ hoặc là căn cứ, 391 là chữ tích trong từ phân tích, 392 là chữ triết trong từ triết học, 393 là chữ khắc trong từ khắc phục, 394 là chữ luân trong từ luân lý, 395 là chữ chí trong từ ý chí, 396 là chữ công trong từ thành công, công lao, 397 là chữ tú trong từ ưu tú, 398 là chữ suy trong từ suy luận, 399 là chữ đính trong từ đính chính, 400 là chữ hạng trong từ hạng mục. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết từng chữ này. Đầu tiên chúng ta có chữ sở. Chữ sở ghép bởi phần bên trái là bộ thạch, là đá này. Phần trên này chúng ta có đây là bộ lâm, là rừng. Và dưới đây là bộ sơ, có nghĩa là đủ, đúng không nhỉ? Nó cũng gần giống cái chữ, cái chân tài đi nữa là đủ. Vậy có thể nhớ theo cách là đá trong rừng, đúng không? Đây là đá này, đây là lâm, là rừng này. Đá trong rừng ấy, đủ để xây cơ sở. Chữ này có âm cương là Isizue, Isizue, có nghĩa là đá lót nền, nền. Âm ô nào là sô, ví dụ trong từ kiso là cơ sở, soseki là sở thạch, nghĩa là nền đá hoặc là móng đá. Thì chúng ta gặp nhiều nhất là cái từ kiso này thôi. Còn Isizue hay là soseki thì ít gặp hơn nhiều nhé. Về phần thông tin bổ sung ấy, chúng ta sẽ có hai từ khá là giống nhau. Đấy là từ kiso và từ kihon, cơ sở và cơ bản. Thì cả hai từ này đều mang nghĩa là cơ sở, cơ bản và được dùng để chỉ phần gốc rễ, nền tảng của sự vật. Phần lớn các trường hợp có thể thay thế được cho nhau. Thế nhưng mà cái ý nghĩa mà nó diễn đạt thì nó có một chút khác nhau. Từ kiso ấy là cơ sở ấy, dùng cho tri thức, kỹ năng, chishiki hoặc là gino, những thứ có thể nắm được một cách khách quan. Và định nghĩa là như vậy, thế nhưng mà khó, rất là khó để chúng ta có thể phân biệt một cách rạch ròi, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ nhớ theo những cái cụm hay đi cùng nhé. Ví dụ kiso thai đưa cự này, kiso thai đưa cự ấy, thể lực này, thể lực cơ bản này, mặc dù cùng dịch là cơ bản nhưng mà nó dùng cái từ kiso nhá, kiso thai đưa cự, kiso chishiki, kiến thức cơ bản. Từ kihon dùng cho nhận thức, các giá trị quan và thay đổi tùy theo từng người, phạm vi sử dụng rộng rãi hơn cái từ kiso này. Và một số từ hay dùng đấy là từ kihon chishiki, thì cũng tương tự như từ kiso chishiki. À, kihon kyu, lương cơ bản, người ta sẽ không dùng từ kiso kyu nhá. Kihon gijutsu là kỹ thuật cơ bản. Đó, thì các bạn tốt nhất là các bạn nhớ theo những cái từ mà thành cụm như thế này này, các bạn sẽ không gọi là phân tích chi li bởi vì là gần như là nó giống hệt nhau. Tiếp theo chúng ta có chữ tiễn. Chữ tiễn này ghép bởi phần bên trái là bộ túc, là cái chân. Phần bên phải là gì nhỉ? Một này, hai này, nhị này, đúng không? Và chữ nhị nhá. Nhìn này giống tam nhưng mà thực ra nếu mà tam thì cái phần này nó sẽ bị thiếu. Nó là 1, 2. Cái phần này là bộ qua giáo mác. Vậy thì là chân này và hai cái giáo mác, đúng không? Có thể nhớ theo cách là chân chịu hai phát giáo khi hoạt động thực tiễn, đúng không nhỉ? Chữ này tiễn trong từ thực tiễn. Chân mình ấy bị hai phát giáo, bị hai nhát giáo đâm khi mình đang hoạt động thực tiễn, đúng không? Âm cương chữ này không có. Âm ô nào là sen. Ví dụ trong từ jisensuru là thực tiễn, có nghĩa là thực hành, thực tiễn. Jisenteki là thực tiễn đích, tức là có tính thực tiễn. À, ngoài ra thì các bạn mà để ý trong phần gì nhỉ? Trong phần các sách ôn thi ấy, các bạn hay thấy cái từ jisen mondai. Đúng không? Jisen mondai. Nó có hai cách viết, một là chữ thực và chữ tiễn, hai là chữ thực và chữ chiến. Có sách viết là thực tiễn, có sách viết là thực chiến. Đấy. Là cái bài tập mà để chúng ta thực hành, thực tập trước khi gì nhỉ? Trước khi để phục vụ cho cái quá trình ôn luyện thi ấy. Kanji tương tự này, chúng ta có một số kanji mà nhìn na ná nó nhé. Ví dụ đây là chữ tàn. Chữ tàn này nó thay cái bộ túc ở bên tay trái bằng bộ ngạt là xương tàn, đúng không? Tàn này đọc là nokoru. Nokoru có nghĩa là còn sót lại, đúng không nhỉ? Tha là nokosu. Đấy. Âm ghép đọc là gì nhỉ? Gian, ví dụ trong từ gì nhỉ?
Trong từ gian nên, tàn niệm này, đáng tiếc đúng không? Hay là trong từ gì nhỉ? Trong từ tàn khốc này, giang cô cử. Chữ khốc các bạn sẽ học ở phần kanji N1 nhá. Đó, chữ tàn thì nhìn cũng na ná. Tiếp theo chữ thiển. Chữ thiển thì thay cái bộ thổ à, thay cái bộ túc này bằng bộ thủy là nước đúng không? Thiển này là nông. Đọc là Asai. Asai, đấy. Không biết là có từ thiển cận không nhỉ? Nếu có thì thiển đọc là sen và cận đọc là kin. Không có. Biết đâu nó đổi ngược lại là kiện à gì nhỉ? À, cận thiển. Cũng không có. Rồi, rồi chúng ta đọc là Asai nhá, nông này. Tiếp theo các bạn có chữ mô. Chữ mô ghép bởi phần bên trái là bộ mộc lực cây, phần bên phải là bộ thảo này, cỏ này, bộ nhật mặt trời này và bộ gì đấy, bộ đại là to, thì có thể nhớ theo cách là cây này, cỏ này, ở nhật này rất to về quy mô đúng không nhỉ? Cây, cỏ, nhật to về quy mô. Đấy, để nhớ để viết ra nhé, theo đúng cái thứ tự. Khi mà chế câu chuyện các bạn cũng phải tạo theo thứ tự cách viết, chứ không phải là các bạn nghĩ linh tinh thì rất là khó để có thể viết đúng được. Hoặc là thứ tự ngược hoặc là thứ tự xuôi, nhưng mà phải có thứ tự. Âm cương chữ này không có. Âm ôn có hai cách đọc là mô hoặc là bô. Trong đó cách đọc mô phổ biến hơn. Chúng ta có này, kibo là quy mô, mô kê là mô hình, moyo là hoa dạng, mô dạng có nghĩa là họa tiết, hoa văn. Mô hô sư tử là mô phỏng. Mô hăng tích kỳ là mô phạm đích, là mang tính gương mẫu. Ví dụ mô hăng tích kỳ là xê tổ, học sinh gương mẫu. Về kanji tương tự, các bạn sẽ có một số kanji nhìn na ná nó, bởi vì nó cùng chung cái phần bên phải này. Chữ này là chữ mạc trong từ sa mạc. Sa ba cự. Sa ba cự. Chữ dưới nó không phải là bộ mộc nữa mà là bộ nhục, đúng nhỉ, là thịt mạc này trong từ niêm mạc. Ví dụ niêm mạc. Niêm mạc cự là niêm mạc luôn nhá. Tiếp theo chúng ta có từ phạm. Chữ phạm này ghép bởi trên là bộ trúc, dưới là bộ sa là cái xe, và đây là bộ tiết là đốt tre. Đấy, có thể nhớ theo cách là trúc. Đây là trúc là tên người nhá, một đứa tên là trúc này. Trúc này lấy xe đúng không, làm bằng đốt tre để hành nghề sư phạm, thì phạm này trong từ sư phạm. Trúc nó lấy cái xe là bằng đốt tre để hành nghề sư phạm đúng không nhỉ? Tất nhiên một câu chuyện dở hơi đúng không, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ là để nhớ được cái chữ nó tương đối là phức tạp như này, dở hơi cũng được, mục đích là để nhớ. Âm cư này không có âm cư thường dụng. Âm ôn đọc là han, ví dụ trong từ han y là phạm vi, mô han là mô phạm nghĩa là mẫu, thêm chữ đích vào mô han tích kỳ na là mang tính gương mẫu đấy. Ki hăng là quy phạm, si hăng là sư phạm. Về thông tin bổ sung, câu chuyện kanji của chữ này đấy là trong chiến tranh để thực hiện kế dương đông kích tây với quân địch, thì có lần quân ta đã dùng những đốt trúc làm ra những chiếc xe giả theo hình mẫu của xe chiến thật, nhét đầy pháo rồi đưa vào doanh trại quân địch và châm lửa để triệt hạ địch. Tiếp theo chúng ta có chữ thích. Chữ thích ghép bởi phần bên trái là bộ biện, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là phân biệt. Nhiều bạn nghĩ cái này là bộ mễ là họ là gạo, nhưng không phải, bộ mễ nó sẽ thiếu mất cái nét trên đúng không? Đây là bộ biện nhá, ghép bởi gì nhỉ? Ghép bởi một cái nét phẩy này và một cái và bộ mễ. Thì đây là chữ bộ này là bộ biện đúng nhỉ? Có nghĩa là phân biệt. Bộ biện ghép với lại chữ dịch là cái thước, thì có thể nhớ theo cách đấy là giải thích sự khác nhau qua gì đây nhỉ? Qua việc phân biệt thước đo đúng không? Phân biệt này, thước đo này. Đây là thích trong từ giải thích. Chữ này cũng không có âm cương thường dụng. Âm ôn đọc là xác cự, ví dụ trong từ cai xác cự sư là giải thích này, chư xác cự là chú thích, xác cư mê là thích minh nghĩa là giải thích làm rõ. Kanji tương tự, chúng ta có một số kanji mà có phần bên phải là cái chữ xích này. Ví dụ đây đây là chữ dịch là nhà ga, các bạn quá quen chữ này rồi, đọc là eki đúng không? Eki này, đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ dịch trong từ phiên dịch, thông dịch đọc là yakus là dịch này, hoặc là gì nhỉ, hoặc là hongyaku phiên dịch.
Âm cương đọc là gì đây? Wake đúng không? Trong từ iwake đấy. Iwake lý do lý chấu này. Thôi không viết. Viết wake trên này thôi nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ trạch. Chữ trạch này gì nhỉ? Chữ trạch này ghép bởi bộ gì đấy? Bộ thủy với lại cái bộ này. Trạch này đọc là gì nhỉ? Đọc là Sawa. Sawa là cái con sông chảy ở vùng hiểm trở nhỏ nhỏ ấy. Ngoài ra trong từ Takusan là nhiều nhưng mà gần như không bao giờ người ta viết dưới dạng kanji. Chữ đây là chữ trạch mà có bộ thủ là cái tay ghép với cái này đúng nhỉ? Trạch này là trong từ Sentaku. Tuyển trạch đúng không? Có nghĩa là lựa chọn, không biết còn từ nào nữa không nhỉ? Không, không còn. Tiếp theo chúng ta có chữ cứ hoặc là cớ, có hai cách đọc âm Hán Việt. Nó ghép bởi bộ thủ là cái tay và đây là chữ sử trong từ xử lý. Đấy. Thì có thể nhớ theo cách là tay này xử lý một cách thiếu căn cứ. Tay này xử lý này thiếu căn cứ đúng không? Cái tay này hắn ta xử lý mọi việc rất là thiếu căn cứ. Âm cương đọc là yô, ví dụ từ yoru là căn cứ vào, theo bởi. Âm ôn có hai cách đọc đấy là kyo và cô, nhưng mà cách dùng nhiều hơn là đọc là kyo, còn cô thì trong từ sô cổ là chứng cớ thôi nhá, còn đọc chủ yếu đọc là kyo. Ví dụ công kyo là căn cứ này, đôn kyo là luận cứ, kyo ten cứ điểm, sen kyo sư là chiếm cứ, sô cổ là chứng cớ, lưu ý nhá. Đây là chữ kanji cho Niyoruto. Tuy nhiên thực tế thì ít khi người ta viết bằng kanji hoặc là cái ngữ pháp Niyote của chúng ta ấy. Ngữ pháp Niyote là do bởi của chúng ta ấy, đúng không? Nó cũng được viết, nếu mà kanji thì nó chính là cái chữ này. Thế nhưng mà gần như người ta không bao giờ người ta viết dưới dạng kanji bởi vì nó quá phức tạp, đúng không nhỉ? Người ta viết bằng hiragana thôi. Tiếp theo, chúng ta có chữ tích. Chữ tích này ghép bởi phần bên trái là bộ mộc là cái cây, phần bên phải là bộ cân là cái rìu, đúng nhỉ? Dùng rìu bửa cây để phân tích đúng không? Cây thì phải dùng rìu để chẻ ra để phân tích. Âm cương chữ này không có. Âm ôn đọc là seki, ví dụ từ bunseki. Bunseki là chữ phân và chữ tích, có nghĩa là phân tích. Kaiseki sư là chữ giải và chữ tích, đúng không nhỉ? Giải tích này. Về kanji tương tự chúng ta có chữ này là chữ kỳ. Thay cái bộ mộc này bằng bộ lễ, bộ bộ kỳ, bộ thị ấy, thì được chữ kỳ là cầu nguyện. Đọc là gì đấy? Đọc là inoru. Inoru. Ghép âm đọc là gì nhỉ? Ghép âm đọc là ki trong từ kigan chẳng hạn. Kỳ nguyện, lời cầu nguyện này. Tương tự chữ này cũng gần giống đúng không? Đây là chữ chiết. Ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ thủ là cái tay và bộ cân là cái rìu. Đọc là oreru, nghĩa là gãy. Oru, bẻ gãy. Và gì đây nhỉ? Kosetsu là gãy xương đúng không nhỉ? Đọc là setsu nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ chiết. Ghép bởi trên là bộ là cái chữ chiết mà chúng ta vừa học đây này, dưới là bộ khẩu là cái miệng đúng không? Thì có thể nhớ theo cách là học chiết ấy thì phải nói gãy cả miệng. Đấy. Học chiết nhá. Đây toàn bộ chữ này là chữ chiết trong từ triết học. Học chiết ấy thì phải nói đúng nhỉ? Phải nói gãy, đây là ô đệ là gãy này, gãy cả miệng. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn đọc là tetsu, ví dụ từ tetsugaku. Tetsugaku là chữ triết và chữ học, có nghĩa là triết học. Tetsu đi là triết lý. Ken tetsu là hiền triết, nghĩa là nhà hiền triết, nhà có học vấn rất là uyên bác, cao thâm và gì nhỉ? Và có cái gì nhỉ? Có cái tức là học chuyên về triết học, triết lý ấy. Về kanji tương tự các bạn sẽ có một số chữ gần giống, ví dụ chữ này là chữ thệ, nó ghép bởi bộ gì đây nhỉ? Nó ghép bởi trên thì giống như chữ này nhá, nhưng dưới không phải là bộ khẩu mà là dưới là bộ ngôn đúng nhỉ? Đấy. Thệ này là chữ có nghĩa là thề này, âm kunyomi đọc là chikau. Chikau. Đấy. Ghép âm đọc là gì nhỉ? Đọc là C, ví dụ từ
tuyên thệ này, sensei. Đấy, tuyên thệ nhá. Hay là trong từ gì nhỉ? Trong từ thệ ước chẳng hạn, seiyaku. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ tạm, nhìn cũng na ná. Ghép bởi bộ bộ xa đúng không, là cái xe này, bộ cân và mặt trời. Tạm là trong từ tạm thời, ví dụ đọc là gian, trong từ gian gì? Tạm thời nhá.